Lúc đầu đó thì như thế này là không gửi tiền về Việt Nam, không giao lưu Việt Nam, không buôn bán hàng Việt Nam, đấy. Rồi không du lịch Việt Nam, bốn không. Thế rồi rốt cục á, về ông không gửi tiền, ông cứ nghĩ rằng giống như mình nói đó, không gửi tiền Việt Nam thì Việt Nam sẽ chết. Thế bây giờ thật sự rằng á, ông về ông coi ông biết rồi, ông về Việt Nam ông cứ ông lấy vợ cho con ông mà thì ông biết chứ. Việt Nam nó đâu phải sống mình bằng những cái tiền đó. Mình cái thời kỳ bao cấp lúc mình chưa được gửi tiền, Việt Nam có chết không? Mình mới được gửi tiền sau này chứ đâu có Cái phải mưu là lúc sừng đó á, là cái đã mưu được sừng cái chỗ này nữa anh không, cái mưu chưa sừng không mà có có gửi dễ tiền từ năm ra 75 cho tới năm dạ 90, cái mưu sừng 7 bắt đầu mới cái tái lập băng giao thì mới bắt đầu có cái gửi tiền chứ. 20 năm người ta không có tiền người ta đâu có chết. Nhưng mà bây giờ đó họ là cái lòng thù hận của họ, vâng họ nhỏ nhỏ nhen, họ đúng ích kỷ, họ muốn rằng là làm những cái việc mà gọi để làm cho tạo khó khăn cho nhà nước Việt Nam để rồi dân chúng Việt Nam phải nổi dậy và đòi hỏi cái này đòi hỏi cái kia, đó là mục đích của họ. Đấy. vâng đúng Rồi chính cảm xác. ơn Bình, rồi Tôi nói nói chuyện là tiếp. coi như tại sao mà họ không gửi tiền về mà họ gây quỹ á, cảm ơn anh, rồi có một chút gì mẹ nắm hay là chút gì một cái con nào bên kia, thằng cha nào bên nọ là coi như là bị ở tù đó, gây quỹ để mà gửi về cho họ. What the hell they send the money for what? That's bullshit. You say and do something wrong. Anh không công nhận tôi không? Họ nói không gửi tiền với tại sao mà họ gây quỹ mà coi như cảm ơn anh cả là quay bậc triệu. Đồng ý. Bây giờ tôi nói yêu cầu á, quý vị ở trên á, là đức của quay Mỹ này á, tỉnh Vì tỉnh bây giờ tỉnh đó táo đi, tỉnh táo đi, đừng bao giờ mà coi nghe cái bọn mà coi như là hắn nằm ở trên đầu của quý vị á, lấy những cái đồng tiền của quý vị bằng hình thức là trảo trợ với là coi như bằng hình thức là coi như gian dối. Quý vị tỉnh táo đi, quý vị hãy trả lại cái nợ nần của đất Mỹ là cứu mang quý vị này. That's I need, that's the thing I need. Quý vị qua đây ấy, đâu phải là lệ thuộc qua cái thằng mà có gì lê là Xuân Nghĩa hoặc là Phan Kinh Nhân hay là cái thằng nào đâu. Bullshit, nó còn ăn coi như bám của đất Mỹ đấy mà. What the hell you guys believe them? Kể càng 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 trúc hồ nữa. Thằng Nam Lộc luôn. Tôi nói thiệt á, mấy người đã là lớn tuổi, bây giờ tôi chỉ bằng thằng luôn. Vì mấy cái người đó là cái mấy người mà không đáng để cho quý vị mà coi như là cho những đồng tiền mà coi như cảm ơn anh. Các quý vị mà muốn cảm ơn anh á, quý vị gửi về, mỗi lần quý vị đi về Việt Nam chơi á, quý vị cho những người làng xóm của quý vị mà cảm ơn anh ở đó. Dù sao nữa cũng có một số người là thương minh ở đó. Quý vui vì về nó chơi, ví dụ thôi, quý vị nó chơi về thăm thân nhân quý vị tại nó chỗ làng xã quý vị á, ít nhất cũng có 5-3 người là thương minh đó. Mình cho trực tiếp đi. Tại sao mình cho qua gián tiếp á, cho những cái thằng mà có giới hạn lợi dụng quý vị. Đủ rồi, chấm dứt đi. Đúng. Những cái thằng như Trịnh Hồi đó, luật sư bù xịt. Bình biết không, tôi gọi những người đó Trịnh Hội đâu phải luật sư đâu. Dụ như ông là Nguyễn cái Thanh Tú cái nói người á. này đó tôi gọi nó là những con kên 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 rỉa sát đồng đội. Họ làm cái nghĩa trang quân đội ra, họ gây quỹ nghĩa trang quân đội tới khi mà Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn thách thức họ, các anh đi về đây, các anh trùng tu nghĩa trang đi. Khi mà đoàn nhà báo chúng tôi đi tới nơi có cả Nguyễn Ngọc Lập, cái nhìn ấy, nhìn thấy cái nghĩa trang quân đội, tuần trước Bắc Cường cũng nói rồi, họ nói rằng họ những cây xuyên tâm để cái là Việt Cộng nó độc ác, nó trồng những cây xuyên tâm ra để nó cái là cắt đứt những cái ngôi mộ ra. Bây giờ mình về trên đó mình thấy rằng á,
thân nhân người ta trùng tu lại những ngôi mộ rất là đẹp. Có mỗi một cái ngôi mộ của ông chuẩn tướng không quân là ông chuẩn tướng Ánh, không có thân nhân, không có người họ hàng. Thì ông Phát, ông là quản gia ở trong cái nghĩa trang đó. Ông thấy ông bảo tội quá thì ông tới ông cũng dọn dẹp nó kia. Thế nhưng mà tại sao mấy ông Việt Nam Cộng Hòa, mấy ông không quân không đi về đi sơn ấy? Cho như anh Hùng sơn ấy, trái tim của quý vị cho nó đẹp. Đấy. Thành ra những cái mà bây giờ cái vấn đề Trương Phê Bình cũng vậy. Bây giờ đó họ nói là kỳ này họ sẽ gửi về 6.000 phần quà Tết này để làm gì? Họ dụ những người Trương Phê Bình tới đó cho nó thật đông, tới cái nhà này đồng chúa kia thấy ở đường Kỳ Đồng đó, tới thật đông để làm clip cho nó bắt đầu rồi cái đám Việt Tân nó tới nó quay phim chụp hình nó cái là ok ra. Ở Việt Nam đã phản đối này kia ra cái Trương Phê Bình Việt Nam đã đứng dậy đã này kia đại khái họ làm những cái chuyện rồi bu cái anh là còn sống, chân tay anh còn đầy đủ hết 1.200.000 quân vũ khí đầy đủ mà anh còn bỏ anh chạy đu càng anh chạy, mà bây giờ anh bảo lấy mấy ông Trương Phê Bình già ra 6.000 người để mà cái là chống lại Việt Nam cứ nhờ anh à, cái gì cũng nhờ vừa rồi APEC đi viết thơ cho 21 lãnh đạo của các nơi đi về tham dự ngày APEC, không có người nào thèm trả lời. Ông Trump ông đâu thèm nói một tiếng nào nhân quyền đâu. Đấy. Thì nhờ anh đó là chia sẻ cả những cái gì mình... họ nhờ thôi. Anh có thấy đầu năm là ông Phan Kỳ Nhân nhờ cái chân con gà mà đã đổ cái đảng cộng sản không? Một người mà ăn học á, mà làm quân cảnh mà nói chuyện như vậy á, quý vị nghĩ như thế nào? Cứ nhờ thôi, cứ mãi cứ nhờ. Bây giờ nhờ lớp trẻ, sau lại coi như đã đổ được cái chân gà này, nhờ lớp trẻ lên để mà coi như đã đổ. Những con người này á, không đáng để làm cha làm chủ làm anh em ở trong một cái xã hội này đâu. Đó. Mình tại sao mà coi như mình không đứng ra để mà coi như là làm mình, nếu mình có trí thức trình độ mình đứng ra để đòi hỏi một cái tự do, một cái gì đó để cho coi như là người ta nhìn thấy và biết được và sửa sai. You never do that. Những người đó chỉ có theo cái bọn mà nó cầm đầu trên để mà có hàng lợi dụng thôi. Mình biết rằng á, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn nói một câu rất là đau lòng. Tôi đau lòng lắm. Ở ngay trong nghĩa trang á, thì cái họ làm, họ sửa lại hết cái lối đi này, rồi họ xây một cái bàn thờ thật dài, cái bàn để mà là nhiều người tới. Tại vì á, ở bên Việt Nam họ nghĩ rằng chắc mấy người Việt Nam Cộng Hòa này là cái gọi là cái tâm linh dữ lắm, thương bạn bè, thương chiến hữu lắm, làm cái bàn thật to giống như là mấy cái chỗ mà cái đài mà nghĩa trang liệt sĩ tưởng niệm. Nếu thật sự đang để đó mà chẳng có ai để một cái món gì trên đó. Tôi có nói với Thứ trưởng Nguyễn Anh Sơn, tại vì trong cái chỗ nghĩa trung đài đó nó có một cái vòng khăn tang, khăn tang với một cây kiếm. Nó rêu, tôi bảo là Thứ trưởng sao không cho sơn cái này lại, tại vì làm dưới đất đẹp hết, sạch sẽ hết, mà có mỗi cái đó thì vẫn để nguyên. Ông trả lời sao không? Tôi mong rằng những anh em Việt Nam Cộng Hòa nghe lại đây, trong cái video của Phố Quân Sa TV và của KBT Hải Ngoại vẫn còn cái câu đó ở trong đó. Cái phành căn tang này là của các anh, các anh thu tiền ở hải ngoại, các anh nói là trùng tu nghĩa trang, bây giờ các anh về các anh sơn lại chứ sao lại tụi tôi bắt tụi tôi phải đi sơn cái phành khăn tang của các anh? Cái đúng điều rồi. Đó điều vô lý. Anh nói đến là Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn á, bây giờ tôi á để nói có Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, tôi rất là cảm ơn ông. Ông có một cái nghị lực rất là mạnh, ông ngồi ông nói, ông có một cái giảng và tôi rất là coi như mến mộ. Cái tưởng của ông, cái lời nói của ông ấy, rất là chuẩn từng từ để ông nói với quý vị. Ông tha thiết quý vị ngồi với ông để mà thảo luận và coi như nói cái những cái gì thắc mắc của là một cái rắc rối của trước nay. Thì đầu tiên á, cái chính quyền Việt Nam họ cho một cái thứ trưởng để mà nói chuyện đã, rồi dần dần là quý vị làm quen cái đó vì nói đến cấp trên nhé. Nhưng mà quý vị
không chấp nhận cái chuyện này. Quý vị cứ đòi một bước là lên trên lầu thôi. Không thể làm được như vậy. Người ta đã đưa một cái người mà là sứ quán để mà coi như qua đây, cái người đại diện cho là coi như là cái hòa hợp và giải á, để thứ trưởng qua đây nói chuyện với quý vị đó, mà cái quý vị cũng chấp nhận, quý vị đòi lên trên cao hơn nữa, quý vị là ai? Mình là người coi như là không có cái giá trị, không có một chức vụ, không có cái gì làm của xã hội của Mỹ này mà đòi hỏi cao như vậy. What the hell you require something about that? I say you the bullshit. Thành ra coi như tôi nói đến vấn đề mà coi như Thứ trưởng Nguyễn Tấn Sơn đó. Mà bây giờ tôi đó, thấy ông á, anh cho tôi nói chút đó anh không? Trong nghĩa trang quân đội, tôi thấy trong nghĩa trang Bình An bây giờ đó, nó chỉ khoảng 16 dạ, anh ngàn cho tôi ngôi nói mộ chút thôi. anh không? Cho tôi nói chút 16 ngàn ngôi mộ bao anh nhiêu cho tôi tiền? ngồi nói chờ chút hết okay. Đó thì Thứ trưởng Nguyễn Sơn mình nói như vậy để cho coi như là Thứ trưởng Nguyễn Tấn Sơn đã Ok. hết đã cạn lời rồi, đã hết lòng rồi. Rồi bây giờ nói về cái nghĩa nghĩa trang của là coi như là Việt Nam Cộng hòa Biên Hòa. Cái nghĩa trang đã quý vị làm lâu nay á, 37 năm nay quý vị ở đây á, dư sức để làm gấp bội lần cái nghĩa trang đó. Mấy cái mộ của ông là coi như du diệm á, là cả cả chục hàng trăm hàng chục cái mộ đó cũng có. Quý vị không làm. Cảm ơn anh thì cảm ơn các cái chiến sĩ của quý vị, đồng đội quý vị đã coi như ngã xuống đi. Rồi cảm ơn là coi như là những người khác. Lần lần mình làm đi. Quý vị chỉ biết là làm để mà bỏ đồng tiền thu lợi á, cho cái túi của quý vị thôi. You are the bullshit to do something. Quý vị làm coi như bao nhiêu tiền không? Hàng năm như vậy á, nếu mà tôi nói at least total lại á, phải trên 1 triệu. At least trên 1 triệu, mà 1 triệu đó, cái nghĩa trang là quân đội Biên Hòa dư sức để xây dựng lên. Nhà nước họ đâu cầm cầm anh cả canh đâu. Các anh làm gì được á, kể cả cái mộ ông Dung Diệm nữa. Trước đây ông 800 chết á. ngàn thôi. À, trước đây ông chết á. Tôi nói là coi như là từ 800 xưa ngàn này á, thôi. từ khoảng chừng 7-8 năm nay á, họ làm cái chương trình đó, họ kiếm rất là nhiều tiền. Chứ không phải là coi như là một năm đâu anh. Nên coi như rồi á, họ cái mộ của ông Du Diệm đó, họ chết đến khi mà coi như mà họ không dám để cái tên thật của họ nữa, họ để là huynh đệ. Mà bây giờ các anh á lại là coi như là bu vô cái nằm mộ này để làm gì? What the hell you think about that? What the hell you do? Tại sao quý vị trước đây không đứng ra là làm cái đề nghị là coi như Cộng hòa đi? Có cái thằng nào mà thấp thoáng cái mộ gì mà thắp hương của đền như Thông Hoa không? You are the bullshit. Kêu là đồng đội, kêu là coi như từ là bây giờ là thờ tự ông Diệm. What's mean? Mấy người chỉ có cái đầu óc á, dơ bẩn thôi. Không làm được cái gì hết á. Cứ là coi như là trước đây giờ á, biết mấy chục năm rồi không? Ông Diệm chết, ông Du chết, biết mấy chục năm rồi. Có cái ông nội nào tới đâu, thấp thoáng đâu. Bây giờ là quay dạo dạo dân rồi tới làm, coi như rồi, coi như là lo đấy. Chú lây mẹ. That's bullshit, you do something late. Mới có vài năm nay thôi. Thì tôi nói là coi như làm trễ quá đó anh không? Mà tại sao làm trễ? Why you do late? What's mean? What the hell you think about that? Why? Tell me why. Tại vì họ tìm cái cớ
họ tìm cớ để họ chống lại nhà nước, có lý do để họ tập hợp. That's Bây right. giờ đó, năm 2017 rõ ràng là một cái sự phá sản của cái đám dân chủ trong nước này. Cái đám mà đấu tranh dân chủ đó, bây giờ Nguyễn Quang Nga cái câm họng hết sau khi một lượt người bị bắt. Tôi nghĩ rằng năm 2017 này chính phủ Việt Nam á, họ rất là khôn ngoan trong xử sự trong cái vụ Formosa. Họ làm cho những cái bây giờ đó tất cả thành ra bây giờ đó họ hết hết đề tài để làm rồi. Em mới bắt đầu kiếm những cái gì và thì ra đấy. Cái thằng Nguyễn Phương Hùng này nó rất là nguy hiểm. Mới đây này có một bạn mới nói rằng á, bây giờ mai mốt bác Hùng già rồi thì ai là người thay thế bác để lên nói những cái chuyện này. Và lúc đó thì bác cái lúc đó thì không sợ nữa, lúc đó hoàn toàn khi mà bác Hùng mà già rồi thì mấy người kia cũng chết tiêu hết rồi và nó không phá nữa đâu. Tôi nghĩ rằng á, những cái bài báo mà nhà nước khen, trong nước khen nhà báo là cái vụ APEC này á, thì có KBC hải ngoại có livestream và tường thuật rất đầy đủ từ chi tiết, nó mới đưa lên bài nói chuyện của you. chủ tịch Đâu Trần quý Đại vị Quang không, cho không có bác một Hùng đài nào hết, đưa cho nhà toàn báo bộ, Nguyễn Văn họ chỉ Hùng trích một những đoạn thôi. cái trái tim của Mà bây giờ các cái bạn bài của bác Trần Đại Quang tôi đưa lên từ đầu đến cuối luôn, ông đọc luôn từ đầu đến cuối. Thì bây giờ trở lại cái vấn đề này đó, những người nào chống tôi chỉ cười, tôi làm đẹp cho đất nước chứ tôi đâu làm gì xấu cho cái đất nước đâu mà phải chống. Mà nếu mà bạn chống như vậy thì bạn lý do gì? Tại vì bây giờ bạn cạn đề tài rồi, không có đề tài gì nữa. Bây giờ cái Formosa giờ nói ai cũng biết rồi, anh nó chẳng Hùng. có cái ô nhiễm Who gì hết. care? Chính những Who người care? đang mà chống nhà báo Nguyễn Phương Hùng đó, đó là những người tự họ ô nhiễm cho cái bản thân của họ và cái tư tưởng đầu óc của họ đã bị nghĩa là cái cộng đồng này nó hủy hoại rồi. Anh Là sao? Bây giờ đó không dám gửi tiền về nữa rồi, bảo đảm. Bảo đảm bây giờ ok, quỹ hy mình vọng của nói ông Lê Thanh Thông cái không mở dám chút lên lên tiếng không một có nhé. lời nào hết, là tôi bây giờ tôi có bao nhiêu tiền. Bữa trước á, thì còn bày đặt còn nói nọ nói kia để cho người trong nước họ tin tưởng, họ đi biểu tình. Bây giờ có ai biểu tình nữa không? Đấy. Đó. Anh Hùng, Có lẽ là mình mình nói nói chuyện khá dài đó, khá dài bây nhưng mà giờ bây giờ là cho tôi 8 nói giờ kết thúc 20. á, cho tôi nói là 5 phút nữa kết thúc đi. Ok, để chuyện coi như mình cũng là cái nhà. Ở đây tôi nói bên Hùng á là who care. Ok. Đó, ở Mỹ này Ok, nó rồi. có nguyên tắc và luật lệ đàng hoàng. Rồi Đó, ở ở Cali đây. tôi không biết nhưng mà luật ở Mỹ đây á là dùng những cái gì mà tự vệ cho mình. Chẳng hạn như M16, ai giống như là AR gọi là AE của là hồi trước á, ở Utah này rất rẻ, một khẩu súng là AR là 15 chỉ có là coi như mấy 550 đồng thôi một khẩu, M16 chỉ có là coi như là khoảng chừng 700 trên dưới 700 thôi. Những cái khẩu súng đó là tự vệ Đúng cho rồi, gia đình. bên Cali cũng vậy. Nhưng mà Cali nó bây giờ nó không cho bán cái loại súng mà liên thanh đấy nữa. Mà AK bắn mắc hơn nè. AK thì mắc hơn. Nhưng mà coi như thành ra tôi nói ở đây á, những cái đám mà coi như sâu bò này á, Đúng rồi, họ chỉ có sợ luật pháp và sợ xe mai automatic bây giờ nó cấm bắn này. họ cái đám sâu bò này họ chỉ sợ là luật pháp với là sợ là coi như là đạn dược thôi. Thành ra quay tôi nói để cho coi như làm gì, mình cũng nói lâu rồi nhưng quay mình kết thúc cái chuyện này á là để qua bữa qua cái tập 2 của là Đà Nẵng. Cái tập 2 Đà Nẵng đây á, tôi nói cho quý vị á là cái chuyện biến cố tại Đà Nẵng Ok. và một cái chuyện là một passport và một con người bội bạc. Để tôi cho quý vị biết á, từng đoạn một họ là cầm cái passport trên tay. What the hell they happy? What the hell they doing? Yeah. Một cái passport, một người bội bạc. Tôi sẽ nói quý vị lần sau của chương trình của là livestream của nhà báo Nguyễn Ông Văn Vũ Quang Kiệt á. Hùng.